Vâng, Tiến Mimi xin chào cả nhà nhé. Chào tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tiến Mimi sẽ giới thiệu với các bác hai mẫu đẩy. Một mẫu là của QSC 850 và một mẫu là của Iken MA920. Con này là của Hàn Quốc, còn con QSC là của Mỹ nha bác nhé. Hàng bãi xịn Mỹ. Đây là hàng bãi xịn của Hàn Quốc. Thì trước tiên Tiến Mimi quay trước con QSC nó chạy 16 sò sắt các bác nhé, 16 sò sắt và một con gió nó làm như là của Crown 8 tụ và 1 cái vuông rất to. Size này nó làm thì có độ hai mấy phần này, để trong tủ rất gọn. Đó, rất đẹp, rất sạch. Đây Tiến thì mình vừa tháo ra để kịp có bụi cho bác xem luôn. Đó. Rất đẹp không? Đây là mặt trước của nó. MA850 à ok. QSC850. Và đây đằng sau không bác? Hai trăm ba mươi vôn 4.5A. Đây nó gạt là tiếp te và bích tinh gơ hai volume hàng hiệu vào thì làm rất gọn. Cái này con này nó làm y chang như cái con Crown CE 2000 đấy. Crown CE 2000 nó làm tổ nhiệt tiểu này. Con này nó cũng làm y chang như con Crown 2000. Crown CE 2000 nó làm tổ nhiệt này nha các bác nhé. Đó, vòng Mỹ nó làm thì nó có mô lem hết rồi. Giá cực cẩn thận các bác nha. Nếu bác nào lấy liên hệ với cả Tiến BB. QSC 850, hàng của Mỹ loài xịn các bác nhé. Các bác nào mua giá 7 triệu bao ship toàn quốc các bác. Cực hấp dẫn luôn, giá hai cực hợp lý rồi. Giá 7 triệu bao ship toàn quốc. Và đây là con Iken MA920. Con này nó khổ quá, cực khổ luôn bác. Một cái biến tăng khô cực to luôn. To này các bác. Chạy 20 sò thôi nha. Đây con này 2, 3, 4, 5 này, 1, 2, 3, 4, 5 này, 20 sò, trên dưới là 20, còn đây là hai con bù áp nhé, dưới có hai con, đừng bị dưới nhé, không có hai con, hai con tụ của nó ở đây thì nói chung là nó to bằng cái to hơn hai con bia thôi nhé, to hơn hai con bia 33, đây tôi quay được ở dưới thôi, to hơn hai con bia 3.3. Và một con gió sườn đó, con là nặng 23 cân thôi nha, con Iken là nặng 23 cân đó. Cực nặng luôn. Đây ạ, đây bác nhìn hai tụ có chưa, cực to luôn, đúng hai lon bia không bằng đâu nhé, to hai hơn, to hơn hai lon bia quá. Và đây coi như là sau rất dày và khủng. Đây là hai cộng vào, các bác nhìn những cái tắc cá lồng được mà cắm vào, cái cắm vào là diện khác rồi. Đây là công tắc mát, công tắc thiết te và mô lô. Đây đường ra nha bác nhé. Công suất tiêu thụ của nó là 1220W thôi. Đó, nếu bác lấy đẩy Iken của Hàn Quốc xịn, liên hệ với Tiến BB. Con này cực gấu, con này các bác đã 2 đột full 30 full 4 các bác nhé.
hai đôi phun 30 vô tư luôn, hai chiếc áp bằng trước rất to và đẹp. Đây tôi tắt vào. Đó. Và đây là lắp của nó mà nha. Đó, đây là lắp của nó. Đây là lắp của Iken. Đây, các bạn muốn xem công suất như sau này, Iken này. Model lô này MA920 này, còn cái tem giấy vẫn còn rồi. Mazda Incozia 800W, 8 ohm các bác nhé. Mỗi kênh của nó là 300W mỗi kênh, mỗi kênh của nó 300W. Chạy 24 xóm. Đó các bác, đây là cái sơ đồ nó viết trên mặt lắp. Y chang như là cái con Crown CS 800X ấy. Nó làm cái sơ đồ trên đây luôn. Đó. Trong con mà thấy thương này, em nó như là cứ gấu luôn, cứ dòng đại này nói các bác không kia một điểm nào cả. Còn giá thành hợp lý nhá. Con này các bác nào lấy 6,5 triệu. Là con Iken MA920 là 6,5 triệu. Còn con QSC 850 của nó là 7 triệu nha, bao ship toàn quốc cho các bác. Đó. Hàng Mỹ Lloyd và hàng Hàn Quốc ship luôn. Đó. QSC chạy 16 sò các bác nhá. 16 sò tắt Mexico. Nguyên bản từ Andes luôn. Còn đó thì chạy đống hết ground luôn. Êm. Cực êm luôn. Chạy 8 tụ. 100V 2200mi. Con này nó làm y chang như cái con CE 2000 là một công tắc này, một cái cầu chì. Cầu chì đây. Ví dụ điện áp nó chập chờn này nó sẽ đứt cầu chì đây. Đó, có những tắc điện, đầy điện tắc điện nó nhìn nó là khác hoàn toàn bên đầu. Đó, thế bắt đầu lấy mẫu đẩy nào thì liên hệ với Tiến Bimbi theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến Bimbi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, xin chào các bác.